Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục với những thông tin về thời tiết. Hiện nay thì trên cả nước nhiều khu vực đang phải đón mưa dông. Chị Liên, cụ thể là mưa dông tình hình hiện nay ở cả nước như thế nào, đặc biệt là khu vực phía Nam và miền Trung? Vâng, Quốc Anh, mưa dông ở Tây Nguyên Nam Bộ hôm nay thì không chỉ về chiều mà nhiều nơi đã có mưa từ sáng, thậm chí là mưa to. Tại Kiên Giang, lượng mưa sáng nay vượt 100mm đã gây ngập úng ở thành phố Rạch Giá, khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp, sáng nay còn xuất hiện lốc xoáy, khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, một số vườn cây ăn trái cũng bị đổ ngã. Hình thế gây mưa, đó là gió Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên, khả năng trong những ngày tới còn xuất hiện thêm nhiễu động gió đông, dồn lượng ẩm lớn từ biển vào. Mưa sẽ có xu hướng tăng dần trong đêm nay đến cuối tuần. Mưa xảy ra ở hầu khắp khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có những điểm mưa to trên 80mm, dễ đi kèm lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông và không loại trừ khả năng ngập úng ở các vùng trũng thấp khu đô thị. Nếu có di chuyển bằng xe máy trong những ngày mưa này, quý vị lưu ý, nếu thấy đường ngập nửa bánh xe thì nên chuyển hướng, không cố vượt qua vì xe dễ bị chết máy. Nên đi chậm, giữ vững tay lái và quan sát kỹ các xe đi trước, không đi song song với các xe có trọng tải lớn. Đối với khu vực vùng núi Bắc Bộ, đêm nay cũng có mưa trở lại. Mưa tập trung nhiều từ Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang sang Lai Châu, Điện Biên, có nơi mưa to vượt 80mm, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất sau nhiều đêm mưa lớn. Sang đến trưa chiều mai, mưa ngớt, trở lại nắng và nóng bức. Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hòa Bình, Việt Trì, Tuyên Quang, Yên Bái, nắng nóng 35-37 độ C. Ở Trung Bộ ngày mai vẫn nắng nóng diện rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất các thành phố là 35-38 độ C. Cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Hà Nội chiều tối nay có nơi mưa to, khả năng sẽ tạnh sau 1 đến 2 tiếng tới, trời chủ yếu nhiều mây, thấp nhất là 28 độ C. Ngày mai trời nắng nóng, nhiệt cao 36 độ C. Huế đêm nay cũng không mưa, nhiệt độ vào khoảng 26 độ C. Ngày mai trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng tới hơn chục độ so với ban đêm, cao nhất 37 độ C. Cần Thơ dự báo đêm nay mưa rào ngắt quãng, trời mát 25 độ C. Sáng đến trưa mai nắng đan xen mây 31 độ C, chiều đến tối chuyển mưa, có lúc mưa to kèm dông.